Mình đang đi hái rau nha, hái nãy giờ cả túi luôn rau càng cua. Cái này đem về cộng gỏi là thầy. Wow, cây sâm rừng, sâm lông nè, sâm rừng nè, sâm rừng nè. Sâm này trồng lớn hái lá giò ăn mát lắm luôn các bạn. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi ngang qua cái ngọn đồi này, mình sẵn mình quay trở lại, quay lại cái ngọn đồi này giới thiệu với mọi người luôn. Và đây là cái ngọn đồi, là ngọn đồi A1, khu di tích chiến tranh ngày xưa đó các bạn. Ngọn đồi này ngày xưa là căn cứ điểm đó. Mình chuyển qua camera trước rồi. Căn cứ điểm ngày xưa nè. Đây là cái căn cứ điểm, cái cửa vào đường hầm. Đường hầm thì nó bí mật ở dưới đất á, rất là xa, từ đây mà kéo dài đi mấy chục cây số qua tới bên kia địa phận Đồng Nai rồi các kiểu. Ngày xưa là căn cứ là lực lượng ở dưới đây. Bây giờ chỉ còn cửa thôi. Người ta móc cái cửa ra nè, móc lớn ra dễ nè. Đang có cái kế hoạch định khai thác phát triển du lịch. Đây, mình nhìn xuống dưới thì có một cái lỗ, cái lối dẫn vào khoảng cao tầm 1 mét đó, mét hơn đó. Cái này thì người ta rào lên, ta không có dám, không có cho xuống nên mình cũng không có dám xuống, cũng không có đường lên luôn. Cái này xuống cái khỏi lên luôn. Độ sâu của cái lỗ này tầm 2 mét hơn. Nghe nói ngày xưa là mấy tiểu đoàn ở dưới. Cái đường hầm này kéo dài lắm. Đây, đây là mình đang đứng trên ngọn đồi nè. Thì bây giờ ngọn đồi này là tư nhân quá rồi. Nó trồng điều. Điều này chắc cũng phải mấy chục năm rồi đó. Điều lớn cỡ này là tầm mấy 30 năm. Lão hết rồi. Sắp tới thì cái hầm này sẽ được nhà nước mở lại phát triển du lịch, đầu tư du lịch vô đây, làm kiểu như hầm địa đạo Củ Chi vậy đó. Đây nè, hoành tráng chưa, cái lỗ chà bá luôn, nhìn ghê quá.